cho thấy được phải không? Này 8-9 kg rồi. Đây biết sao đâu có đó giờ đâu có ăn thịt chó đâu, mấy chó nó khoái lắm. Bộ ăn thịt chó nó, bộ ăn thịt chó mới là nó ghét hả? Nó ghét lắm. À, ăn thịt chó rồi ghét, không phải là có con khi ăn. Có người mà ăn mà ghét chó, không ăn mà ghét chó cũng có vậy. Nó phải cưng chó đấy. Phải cho lắm. Tay nó mốt lên bình thường. Nó ngày lại.